Rồi, bắt đầu tiếp tục cái phần min-max logaric nha. Rồi, câu số 4. Người ta cho giả thiết là logarit cơ số 4 của x cộng y cộng cho logarit cơ số 4 của x trừ y lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy thì từ cái giả thiết này em suy ra được, em sử dụng công thức log cộng log, tại vì nó cùng cơ số rồi nè, cơ số 4 rồi. Nên là mình lấy hai cái phần bên trong mình nhân với nhau thôi. Tương đương loga cơ số 4 của x cộng y nhân cho x trừ y, tức là x bình trừ y bình lớn hơn bằng 1. Rồi, từ đây mình suy ra được là x bình trừ y bình lớn hơn bằng 4. Mũ hóa hai vế lên. Rồi, người ta yêu cầu em là tìm giá trị nhỏ nhất của bí thức B. Có rất nhiều cái cách làm. Tại vì là x đã, và y nè, nó là số thực dương rồi, nên là em chuyển vế em khai căn. Em chuyển cái khai căn em thấy x cũng được ha. Cách số 1. Cách số 1 thì từ đây em suy ra được x bằng, mình thế thằng x hoặc thằng y đều được nha. Thế x đi. X nó sẽ bằng x nó sẽ lớn hơn hoặc bằng căn của y bình cộng 4. Vậy thì từ đây em suy ra được biểu thức B nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 nhân cho căn của y bình cộng 4 trừ cho y. Sau đó em đi khảo sát cái thằng y này trên cái miền lớn hơn không, đạo hàm ra b phẩy bằng 2 y trên cho căn của y bình cộng 4 trừ cho 1. Giả thằng này bằng không, tương đương em có được nè, quy đồng lên em anh ha, 2 y bằng căn của y bình cộng 4, do y luôn dương rồi nên là mình bình phương hai vế lên, giải được là y nó sẽ bằng 4 mà chia cho 3 thì còn lại là 4 phần 3, khai căn lên là bằng 2 trên căn 3. Đó, đây là cái giá trị y 2 căn 3. Vậy từ đây em suy ra được là B nó sẽ lớn hơn bằng 2 nhân cho thế 2 trên căn 3 vào thôi. Căn của 2 trên căn 3 tất cả bình cộng cho 4. Trừ cho y tức là trừ cho 2 trên căn 3. Cái bút nó bị cái gì vậy ta? Rồi, em bấm máy tính giùm anh đi. 2 căn của 2 trên căn 3 bình cộng cho 4 trừ cho 2 trên căn 3. Đáp án là bằng 2 căn 3 ha. Rồi, đây là cách số 1. Rồi, tiếp tục. Có cách số 2 tiếp theo. Cách số 2 thì mình đi xử lý nó dựa trên biệt thức delta. Đấy, em có b là bằng 2x trừ y. Vậy thì từ đây em suy ra được là y nó sẽ bằng, y nó sẽ bằng là 2x trừ b. Em thế vào trong cái giả thiết của em nè, x bình trừ y bình lớn bằng 4, thế vào. Từ đây mình suy ra được x bình trừ cho 2x trừ b tất cả bình lớn hơn bằng 4. Rồi ha, thu gọn lại. Tương đương thu gọn biểu thức lại thì em có được là 3x bình trừ cho 4x nhân cho b cộng cho b bình cộng 4 bán bằng 0. Đấy. Người ta yêu cầu là bắt phương trình này nó phải có nghiệm, tại vì nó tồn tại chứ. Muốn xảy ra được cái giá trị min thì nó phải tồn tại. Nó phải tồn tại nghiệm của x. Thì bắt phương trình này tồn tại thì mình suy ra được đó là
delta phẩy nó phải lớn hơn bằng không. Tới đây mình tính delta phẩy cho lạ nha. Phương trình, đặt phương trình này, phương trình sau đi. Sau có nghiệm khi và chỉ khi delta phẩy bằng 4x bình, sorry, 4b bình. Cái này là mình tính delta phẩy theo x nha, 4b bình trừ cho 3 nhân cho b bình cộng 4 lớn bằng 0. Tương đương, em thu gọn lại thì còn lại là b bình lớn hơn hoặc bằng 12. Rồi suy ra được là b nó sẽ lớn hơn bằng 2 căn 3. Cách nào cũng được hết. Thường thì mình sẽ nhìn thấy cách số 1 nó nhanh hơn, cách số 2 phải cần phải tư duy về kiến thức của lớp 10 nữa. Rồi tiếp tục câu số 5 nhé. Câu số 5 cho một cái hàm số trong đó xi đều dương. Hỏi có là logarit cơ số 3 của 1 trừ xi trên cho x cộng 2y rồi bằng một cái đa thức. Cái dạng này là một cái dạng hàm đặc trưng tại vì nó có xuất hiện giữa đa thức và giữa hàm hàm loga thì khả năng cao nó sẽ là hàm đặc trưng thôi. Đó. Tương đương. Em tách cái biểu thức ra thành là loga cơ số 3 của 1 trừ xi. Đấy. Bên vế bên trái này nó có liên quan tới xi đúng không? Vậy thì em chuyển những cái thằng có xi lại với nhau cho anh. Cộng cho 3 nhân cho 1 trừ xi. Đấy. Bằng logarit cơ số 3 của x cộng 2y. Rồi, mình cộng cho một cái lượng nó dư đây là x cộng 2y. Vậy thì nó còn dư là con số là trừ 1. Em chuyển qua. Dư ở đây là trừ 1 nè. Thì làm sao để mình làm mất cái con số này? À, thì em để ý cái con số trừ 1 này chính là bằng loga cơ số 3 của 3. Em chuyển nó qua bên tay trái, sau đó em sử dụng công thức log cộng log. Rồi. Biến đổi vô đây luôn ha. Thì nó sẽ ra được là bằng 3 trừ 3xi. Rồi, từ đây mình suy ra được là hàm đặc trưng rồi. 3 trừ 3xi nó sẽ bằng là x cộng 2y. Rồi, bây giờ làm sao để rút rút theo cái thằng nào cho nó gọn. Biểu thức của em nó có là b bằng x cộng y thôi. Rút theo để coi, rút theo cái nào cho nó đỡ đỡ đơn giản bớt ha. Rút theo x thử coi. Rút theo y, rút theo x thì đều được hết. Mình rút theo x thôi nha. À, chuyển nó qua thì mình sẽ có được là x nó sẽ bằng 3 trừ 2y chia cho 3y cộng 1. 3 trừ 2y chia cho 3y cộng 1. Rồi, do x nó dương thì em thấy nè, để tồn tại cái điều kiện x dương á, mẫu nó đã dương rồi, thì bắt buộc cái thằng y của em nhé, bắt buộc cái thằng y của em nó phải nhỏ hơn 3 phần 2. À, vậy thì điều kiện ở đây á, là y nó phải nhỏ hơn 3 phần 2. À, đây chính là cái điều kiện kẹp lại để em đi khảo sát cái hàm b cho nó chuẩn xác đấy. Rồi, từ đây em suy ra được b nó sẽ bằng x cộng y bằng 3 trừ 2y trên cho 3y cộng 1 cộng cho y. Rồi, đạo hàm lên ha, suy ra b phẩy này. B phẩy nó sẽ bằng cái này mình để nó thành là trừ 2y cộng 3 đi cho nó dễ đạo hàm. Trừ 2 dưới 9 nữa là trừ 11.
trên cho 3y cộng 1 rồi cộng cho 1. Giải thằng này bằng 0 tương đương. Quy đồng lên ha. 3y cộng 1 tất cả bình bằng 11. Rồi, từ từ đây em suy ra được y. Suy ra được 3y cộng 1 nó sẽ bằng căn 11, trừ căn 11 là vô lý rồi. Từ đó mình suy ra được y nó sẽ bằng là căn 11 trừ cho 1 chia cho 3. Đó. Đây là cái giá trị y của em ha. Mình kiểm tra thử y này nó có nhỏ hơn 3 phần 2 không. Căn 11 trừ 1 chia cho 3 là khoảng 0,77. Nhỏ hơn 3 phần 2 nên là mình nhận ha. Rồi vậy thì từ đó em suy ra được là B min. Nó chính là bằng B tại căn 11 trừ 1. Chia cho 3. Rồi thế vào. Trừ 2x cộng 3 trên cho 3x cộng 1. Rồi, thay cái giá trị là căn 11 trừ 1 chia 3. Đáp án B nó ra được là bằng căn 11 trừ 2 chia 3. Căn 11 trừ 2 chia 3. À chết rồi. Anh quên cộng cho cái thằng y phía sau. Trời ơi. À, 2 căn 11 trừ 3 chia 3 nhé. 2 căn 11 trừ 3 chia 3. Câu D. Rồi, tiếp tục. Câu số 6. Câu số 6 có hai số thật xy thỏa mãn x bình cộng y bình lớn hơn 1. Lớn hơn 1 rồi thì mình lấy loga nó không bị đổi dấu hai vế thôi. Rồi, từ cái giả thiết em suy ra. Rồi, suy ra. X cộng 2y lớn hơn hoặc bằng x bình cộng y bình. Rồi. Khả năng cao thì bài toán này nó chính là một cái dạng của đường tròn. Một cái dạng của đường tròn ha. Em đưa nó về dạng phương trình của đường tròn đi, tương đương x bình trừ x này thì nó thiếu 1 phần 4 để tạo thành hằng thức. Thì mình thêm 1 phần 4 vào. Rồi cộng cho y bình trừ cho 2y thì nó thiếu cộng 1 để tạo thành hằng đẳng thức. Tổng cộng mình mượn của nó là 5 phần 4. À, vậy thì mình sẽ bớt lại vế bên tay phải này là 5 phần 4. Rồi, tương đương. X trừ 1 phần 2 tất cả bình phương cộng cho y trừ 1 tất cả bình bằng bé hơn hoặc bằng 5 phần 4. Biểu thức B của em á nó bằng là 2x cộng y. 2x cộng y bây giờ em cố gắng em đưa nó về đúng cái dạng đó là x trừ cho 1 phần 2. Mình muốn đưa nó được thì mình sẽ đặt cái con 2 ra ngoài làm nhân tử chung nè. Sau đó mình tạo ra được đúng cái lượng đó là x trừ 1 phần 2. Chà, và cái lực cộng cho cái lượng đó là y trừ 1. Đó. Vậy thì cái lượng mình mượn ở đây chính là trừ 2 thì mình phải cộng thêm cho 2 vô. Rồi, thì tới chỗ này em đi dùng bất đẳng thức Bunia cực kỳ cho con. Dùng bất đẳng thức Bunia nha. Thì ta có nè. Hai nhân cho x trừ 1 phần 2 cộng cho 1 nhân cho y trừ 1 bé hoặc bằng căn của
2 bình cộng 1 bình nhân cho căn của x trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng cho y trừ 1 tất cả bình. Rồi, bằng căn 5 mà nhân cho căn 5 phần 2 nữa thì ra được là bằng 5 phần 2. Đấy, nó sẽ ra được là 5 phần 2 ha. Vậy thì từ đây em suy ra. Cái này anh thêm trị tuyệt đối vô nha. Quên, quên mất trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối cần trong cụm này. Vậy thì từ đây em suy ra được nè. Cái biểu thức B của mình đấy. Tức là cái 2 nhân cho x trừ 1 phần 2. Cộng cho y trừ 1 cộng cho 2 nó sẽ bé hơn hoặc bằng phá trị tuyệt đối ra thì nó nằm trong khoảng đúng không? Từ trừ 5 phần 2 đến 5 phần 2. Vậy thì nó sẽ là 5 phần 2 cộng cho 2 và lớn hơn hoặc bằng trừ 5 phần 2 cộng 2. À, thì đây chính là cái giá trị nhờ m nhỏ của em. Và phía bên phải này chính là cái giá trị m lớn. Rồi, người ta yêu cầu là tính m cộng n. Tính m cộng n chứ không phải b min đâu nha, cái đáp án này nó bị lỗi rồi đấy. Thì từ đây em suy ra được là m lớn cộng cho m nhỏ nó sẽ bằng là 4. Rồi, tiếp theo câu số 7. Cho hai số thật A và B. Trong đó A lớn hơn B lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất B min của cái biểu thức. Đó. Từ cái điều kiện mà A lớn hơn B lớn hơn 1 á, nếu như em suy ra được á thì mình sẽ có được cái tỷ lệ số của A chia B nó sẽ lớn hơn 1 ha. Thì cố gắng mình đưa về cái cơ số, đây là cơ số A chia B cho nó dễ. Cái cục thứ nhất này nó đã có cơ số là A chia B rồi nè. Có cơ số A chia B rồi. Đấy, còn nếu như mà mình không đưa nó được về dưới dạng cơ số của A chia B thì phải đưa nó về được một cái ẩn phụ T bằng logarit cơ số A của B hoặc là logarit cơ số B của A, cái nào cũng được hết. Biến đổi thử biểu thức B ha. B nó sẽ bằng cái A này nó rớt, cái A bình nó rớt xuống nha, đưa ra ngoài thì là 2 logarit cơ số A chia B của A tất cả bình phương cộng cho 3 logarit cơ số B của A trừ cho logarit cơ số b của b. Biến đổi tiếp bằng số 2 bình phương là 4. Là bây giờ làm sao mà bị mất được cái a chia b, thì nó có rất nhiều cái cách em làm mất được a chia b. Cái công cụ ở đây thì em có thể là dùng công thức chuyển đổi cơ số. Ví dụ anh phân tích bên này ha. Logarit cơ số A chia B của A. Em có thể đẩy nó về thành là logarit cơ số B của A chia cho logarit cơ số B của A chia B. À, đây là cái cách mình chuyển đổi cơ số dựa trên quy tắc đó, phép chia. Hoặc là em có thể lật ngược lại. Log A chia B của A nó sẽ bằng là 1 trên cho log cơ số A của A chia B. Rồi sau đó em biến đổi tiếp thì bằng 1 trên cho 1 trừ logarit cơ số A của B. À, còn ở trên này thì em đưa nó về cơ số, đó là cơ số B của A.
thì nó sẽ bằng là loga cơ số b của a trên cho loga cơ số b của a trừ cho một. À, cái nào cũng được hết nha. Em muốn đưa nó về là cái nào thì cũng được hết. Mình nên đưa nó về thành là logarit cơ số b của a đi. Tại vì cái điều kiện ở đây là a lớn hơn b, nên là từ đây em suy ra được là logarit cơ số a của b, a lớn hơn b lớn hơn 1 ha. Suy ra được loga cơ số b của a nó sẽ lớn hơn 1. Cái điều kiện lớn hơn 1 mình dễ đi khảo sát hàm hơn. Rồi. Rồi thì mình sẽ áp dụng cái kiến thức ở trên này. Tương đương nó sẽ bằng là 4 nhân cho log BA trên cho log BA trừ 1 tất cả bình phương cộng cho 3 lần log BA trừ cho 3. Đấy. Thì tới đây nó có cái dạng phụ rồi, em đặt T thôi. Đặt T là bằng logarit cơ số B của A. Trong đó là T nó phải lớn hơn 1. Và vậy thì từ đây em suy ra biểu thức B của em sẽ bằng là 4T bình chia cho T trừ 1 tất cả bình phương cộng cho 3T trừ 3. Đấy, cộng cho 3T trừ 3. Rồi đi khảo sát cái hàm lên thôi, suy ra được B phẩy. B phẩy T nó sẽ bằng này đạo hàm nó hơi lâu nha. Số 4 mà đặt ra ngoài đi. T bình trừ 2T. Dưới mẫu này anh đi phân tích nó ra ngoài luôn nha. T bình trừ 2T cộng 1. Cái con 4 này đặt ở trước phân số đạo hàm cho nó dễ. Trừ 2T bình cộng cho 2T chia cho T chia cho T bình trừ 2T cộng 1 tất cả bình. Cộng cho 3 bằng 0. Rồi, giả ship show tìm nghiệm thôi. Coi thử nó có nghiệm bằng bao nhiêu. Nhập cái hàm vô trong máy tính xong mà chạy table nha. Còn không, nếu bấm ship show cũng được. Để anh kiểm tra thử bài này nó có nghiệm bằng bao nhiêu nhỉ. Trừ 4. 4 nhân cho trừ 2x bình cộng 2x chia cho x bình trừ 2x cộng 1 tất cả bình phương cộng 3 bằng 0. À, nó có được một nghiệm t bằng 3 nè. À, vậy từ đây em sẽ được t bằng 3. T bằng 3 là mình nhận rồi. Vậy thì từ đây em suy ra được là giá trị B mà nó min á, thì nó tức là T nó bằng 3 thì nó làm cho giá trị là B min. Suy ra B min nó sẽ bằng là B tại 3. Rồi B tại 3 thì thay vào trong biểu thức thôi. 4 nhân cho x bình trên cho x trừ 1 tất cả bình cộng 3x trừ 3. Rồi thay T bằng 3 vào. Ra được bằng 15 nha. Đây là cách xử lý bài toán. Có nhiều cái hướng đi nhưng mà mình nên đi cái hướng nào cho nó dễ chịu với mình thôi. Rồi tiếp theo. Câu số 8. Cho các số thật AB thỏa mãn A lớn hơn 1, B lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất B min của cái biểu thức. À, cái này cũng là một cái dạng mà A lớn hơn 1, B lớn hơn 1. Nhưng mà mình không có biết được là A lớn hơn B hay không. Khi mà không biết được A lớn hơn B thì không biết được điều kiện chính xác nha. Chỉ biết được cái điều kiện T đó là nó lớn hơn không thôi. Chứ còn mà nó lớn hơn 1 hay là nhỏ hơn 1 thì mình chưa biết được.
Bây giờ đi biến đổi thằng B ra nè. Hai cái thằng đầu tiên á, nó có chung cái AB, cái cơ số AB. Nhưng mà cái cơ số AB này nè, nếu như mà em đi sử dụng á, công thức log cộng log á, thì cái con số 2 ở đằng trước này nó bị ảnh hưởng. Cái con số 2 này khi mà em sử dụng công thức log cộng log á, thì em phải đưa lên trên thành là A bình. Mà A bình mà nhân cho B á, thì là A bình B rồi. A bình B thì đâu có đơn giản được đâu. À, nên là cái khả năng mà mình chỉ dùng công thức log cộng log là bó tay. Thì bắt buộc là mình phải đi lật ngược nó lại. Lật ngược nó lại ha. Lật ngược là cách nhanh nhất. Rồi, B nó sẽ bằng 27 chia 2 nhân cho 2 chia cho logarit cơ số A của AB cộng cho 1 trên cho logarit cơ số B của AB tất cả bình cộng cho 4 cộng cho 4 log AB. À, thì bây giờ mình thấy được cái xuất hiện rồi đó. Nó xuất hiện ở đây chính là logarit cơ số A của B. Thì khả năng cao là mình sẽ đặt cái thằng này bằng T này. Vậy thì em làm sao để em đi đưa bên trong này về ẩn T? Bằng 27 chia 2. 2 này trên cho. Ở dưới thì mình sử dụng công thức của log tích. Log tích là bằng tổng của hai log. 1 cộng cho log AB cộng cho cái này thì em đưa ra ngoài thì nó 1 cộng cho log BA, mà 1 cộng cho log BA thì lật ngược lại thêm một lần nữa, 1 cộng cho từ từ để anh làm từ từ đây nha, làm nhanh quá không được. Rồi cộng cho 4 này, cộng cho 4 log cơ số A của B. Em đi đặt T là bằng logarit cơ số A của B, trong đó T nó phải lớn hơn không nhé, phải từ đây mình share được biểu thức B rồi. Nó sẽ viết lại với dạng nó là 27 chia 2 trên cho 2 chia cho 1 cộng T cộng cho lật ngược lên, sau đó quy đồng lên nha, thì nó ra được là T trên cho T cộng 1 tất cả bình phương cộng cho 4T cộng 4. Rồi em xét cái hàm số thằng B này, em đi đạo hàm lên. Vậy từ đây mình sẽ được là B phẩy T bằng đạo hàm cái cục này nó cũng hơi lâu đó, cùng chung cái mẫu rồi em lấy hai cái phần bên trong cộng lại với nhau thôi thì ra được là hai hai cộng T đúng không, tức là T cộng 2 chia cho T cộng 1, T cộng 2 này chia cho T cộng 1 đạo hàm thì ra được là bằng trừ 1 chia cho T cộng 1 tất cả bình đó. Rồi, nó sẽ bằng là 27 phần 2 mà nhân cho 2 nữa là hết rồi, còn lại 27 nhân cho cái lõi bên trong đạo hàm là trừ chia cho T cộng 1 tất cả bình phương. À, ui, tất cả bình phương nằm ở dưới mẫu. Nhân cho T cộng 2 chia cho T cộng 1. Rồi, cộng cho 4. Rồi, chịu khó giải thằng này bằng 0 nha. Giải nó bằng 0, tương đương. Quy đồng lên thôi. Mẫu chung ở đây là T cộng 1, tất cả mũ 3. Sẽ bằng là 4 nè. À, nhân cho T cộng 1, tất cả mũ 3. Trừ cho 27 nhân cho T cộng 2. À, còn cái mẫu thì vứt đi. Bằng 0, tương đương. Giải phương trình bậc 3 em. Bốn nè, bốn nhân cho ba là 12, 12 mà trừ cho 27 rồi còn trừ 15, 4 mà trừ cho 54 còn trừ 50. Rồi ra được một nghiệm đó là T bằng 2, T bằng trừ 5 phần 2. Đấy, có hai nghiệm thôi, T bằng 2 với là T bằng trừ 5 phần 2. Thì trừ 5 phần 2 này mình loại đi rồi, cái nghiệm bằng 2 thì mình nhận ha. Từ đây em suy ra được là tìm giá trị B min đúng không? Suy ra B min
tức là b tại là 2. Rồi thay vào thôi. 27 phần 2 nhân cho t cộng 2 chia cho t cộng 1 tất cả bình là x cộng 2 chia cho x cộng 1 bình phương cộng cho 4x cộng 4. Rồi thay cái giá trị x bằng 2 vào. Ra được bằng 36. Rồi tiếp theo. Câu số 9. Cho hai số thật A lớn bằng B lớn hơn 1. Biết rằng có biểu thức T là bằng 2 chia cho logarit cơ số AB của A. Rồi. Cộng cho căn của logarit cơ số A của A chia B. Đặt giá trị lớn nhất là M. Khi có số thật M là bằng. À, cái biểu thức này cũng đơn giản thôi. Nhìn vào là mình sẽ biết được cái ẩn phụ rồi. Cái phần mà 2 chia cho logarit cơ số AB của A đấy. Em lật ngược lên trên. T nó sẽ bằng 2 nhân cho loga cơ số A của A B. Cộng cho cái căn bên trong này thì mình sử dụng log của thương nhé. Log của thương là bằng hiệu log. Log cơ số A của A trừ cho log cơ số A của B. Đó. Thì cái ẩn phụ ở đây chính là T bằng logarit cơ số A của B. Rồi bằng đưa nó về thêm dạng gọn gọn xíu. 2 cộng cho 2 log AB cộng cho căn của 1 trừ cho log AB. Rồi, mình xét nha. A lớn hơn hoặc bằng B. Vậy thì từ đây em suy ra được là logarit cơ lớn hơn 1 suy ra logarit cơ số A của B đấy. Nó phải nhỏ hơn bằng 1 và lớn hơn 0. Đây chính là điều kiện của cái T của em. Bài này để đơn giản thì em có thể đặt cái T là bằng cả cái căn cũng được. Còn không thích thì em cứ đặt T bằng loga cơ số A của B. Mình đặt loga cơ số A của B nhé, chịu khó đạo hàm lên. Từ đó mình suy ra T nó sẽ bằng là 2T cộng cho căn của 1 trừ T cộng cho 2 suy ra t phẩy bằng 2 trừ cho 1 trên căn. À, giải thằng này bằng 0 tương đương 4 căn của 1 trừ t trừ 1 bằng 0. Từ đây em suy ra được t thôi. Bình phương hai vế lên. Chuyển vế qua ra được là 1 trừ cho 1 phần 16 là bằng 15 phần 16. Em giải ra một giá trị T thì từ đó em suy ra được giá trị lớn nhất của M nó sẽ nằm tại T bằng 15 phần 16. Thì từ đó em suy ra được là M max được T max khi mà chỉ khi T bằng 15 phần 16. T bằng 15 phần 16 ha. Mà T là bằng logarit cơ số A của B. Từ đây em sẽ ra được là logarit cơ số A của B bằng 15 phần 16. Suy ra được B nó sẽ bằng là A mũ 15 phần 16. A mũ 15 phần 16. Bây giờ mình đi tìm m lớn và tìm m nhỏ ra. M lớn là bằng giá trị lớn nhất. M lớn là bằng T max. Rồi, tính ra ha. M lớn là bằng T max nè. Bằng T tại 15 phần 16. Thay vào trong biểu thức T giùm anh. 2x cộng cho căn của 1 trừ x cộng 2. Thay T là bằng 15 phần 16 vào. Nó ra được là 33 phần 8.
Còn cái giá trị mà m nhỏ là 15 phần 16 rồi. Rồi từ đây em suy ra được m lớn cộng cho m nhỏ. Nó sẽ bằng 33 phần 8 nè. Cộng cho 15 phần 16. 81 phần 16. Mấy cái đáp án này là dấu cộng đó nha. À, câu số 10 cũng tương tự nha, anh hướng dẫn thôi, còn cái việc còn lại là em đi đạo hàm là dễ rồi. À, cơ số A này, ở dưới này là cơ số A này, thằng này là cơ số B, vậy thì mình phải lật ngược thằng này ra. Đây, cái thằng quỷ này là mình phải lật ngược nó, và sau còn những cái thằng còn lại thì mình đi tách. Rồi, B nó sẽ bằng log cơ số A của B trừ 1 cộng cho 1 trên cho log cơ số A của B trên cho log cơ số A của B cộng cho 1 cộng cho 1 trên cho logarit cơ số A của B. Rồi, sau khi em đặt T xong thì mình quy đồng lên đi. T bình trừ T. T bình trừ T cộng 1. Chia cho T bình cộng T cộng 1. À, đây là biểu thức T của em. Nó là số thực dương khác 1 thôi. Số thực dương khác một thì không biết cái điều kiện ha, nên là mình sẽ không khẳng định được đâu là cái điều kiện của cái T. Thì cái việc mà khảo sát hàm á, nó hơi bị khó khăn đối với em một chút. Thì mình học kiến thức năm lớp 10 rồi, mình sử dụng biệt thức delta để giải bài này. Em nhân kéo lên, từ đây em suy ra được B nhân cho T bình cộng cho T cộng 1 bằng T bình trừ T cộng 1. Tương đương mình gom lại. T bình nhân cho B trừ 1 nè. Cộng cho T nhân cho B cộng 1. Cộng cho B trừ 1. Muốn cái phương trình này có nghiệm thì cái delta nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi delta nó sẽ bằng B cộng 1 tất cả bình trừ cho 4 nhân cho B cộng B trừ 1 tất cả bình lớn hơn bằng 0 tương đương. Biến đổi lại thì em được là trừ 3B bình phương này cộng 8 với lại trừ cộng 8 với lại cộng 2 nữa là cộng 10. Cộng 10B 1 mà trừ cho 4 nó còn lại là trừ 3 lớn hơn bằng 0. Tương đương B bé hơn hoặc bằng bấm máy tính ra. Trừ 3, 10 và trừ 3. 3 và 1 phần 3. Rồi. Thì từ đây em suy ra được giá trị m lớn là bằng 3 và giá trị m nhỏ là bằng 1 phần 3. M lớn cộng m nhỏ. Đặt giá trị lớn nhất bằng m khi b bằng a. À, khi b bằng a mũ m, vậy từ đây em suy ra được là b b max bằng 3. Tức là bằng m lớn. Khi và chỉ khi. Bây giờ mình tìm t ha. Thế ngược lại và tìm t giùm anh. Thế cái thằng 3 nè, thế b bằng 3 đó vào trong cái biểu thức b
để bấm phương trình bậc 2 tìm T. Rồi T nó bằng trừ 1. Rồi trừ 1 thì nó sẽ bằng là loga cơ số A của B. Rồi vậy từ đây em suy ra được là B nó sẽ bằng là A mũ trừ 1. Rồi, suy ra được M nhỏ là bằng trừ 1 và M lớn là bằng 3. Suy ra được là M lớn cộng M nhỏ là bằng 2. Rồi tiếp theo câu số 11. Cho AB là hai cái số thực dương thỏa mãn B bình bằng 3 lần AB cộng cho 4 lần A bình. Thì em để ý thì cái đây chính là một cái phương trình đẳng cấp bậc 2 theo A và B. Đẳng cấp bậc 2 theo A và B nhé. Mà A nó là cái số dương, B nó cũng là số dương. Thì từ đây em suy ra được cái giá trị. Em suy ra, bấm phương trình bậc 2 giùm anh. Cho B là bằng 1, bấm A theo B. Rồi. B nó sẽ bằng là 4A. Rồi. B, mối liên hệ ở đây là B bằng 4A. Gọi M lớn và M nhỏ là được là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức. B bằng 4A, vậy thì từ đó mình suy ra được là B nó sẽ nằm trong cái đoạn. Chú ý giùm anh nhé, 4 tức là 2 mũ 2. Vậy thì 4A này là cái đầu mút thứ nhất là 16, 16 tức là 2 mũ 4. Và đầu mút thứ hai là 2 mũ 34. Đây là cái giá trị của thằng B. Biểu thức B của em nó sẽ bằng, mình có được mối liên hệ là B bằng 4A rồi, thì chỗ nào có 4A em thay bằng B vào thôi. Hoặc là có B em thay bằng 4A, cái nào cũng được hết nha, không ảnh hưởng gì hết. Mình tính theo để coi tính theo cái gì cho nó dễ nè. Tính theo B đi. Tính theo B thì chỗ nào có B thêm 4A vào. Logarit cơ số A chia 2 của 4A cộng cho 3 phần 4 loga cơ số 2 của A. Rồi. Ở đây là cơ số là A chia 2 mà của 4A nữa. Thì em thấy là cái cơ số trung gian ở đây là cơ số 2 nhé. Tại vì cái thằng phía sau này nó xuất hiện, nó là loga cơ số 2 của A. Thì cái cục phía trước này em đi sử dụng công thức chuyển đổi cơ số. Nó sẽ bằng là loga cơ số 2 của 4A chia cho loga cơ số 2 của A chia 2 cộng cho 3 phần 4 loga cơ số 2 của A. Rồi, biến đổi thêm một dòng nữa. Tương đương, nó sẽ bằng là 1 cộng, sorry, 2 cộng cho log cơ số 2 của A chia cho log cơ số 2 của A trừ 1 cộng cho 3 phần 4 log cơ số 2 của A. Em đi đặt T là bằng logarit cơ số 2 của A. A nó nằm trong cái đoạn là từ 4, 4 tức là 2 mũ 2 nè, cho đến 2 mũ 32. Vậy từ đây em suy ra T nó sẽ thuộc cái đoạn là từ 2 cho đến 32. Đấy, em cứ cần thay vô, sau đó em rớt cái số mũ xuống là ra thôi. T nằm trong cái khoảng này. Rồi, vậy từ đó em suy ra được biểu thức B của em nó sẽ bằng T cộng 2 trên cho T trừ 1 cộng cho 3 phần 4 T. Đây đạo hàm thằng B phải lên được không? B phải nó sẽ bằng là trừ 3 chia cho T trừ 1 tất cả bình cộng cho 3 phần 4
Giải thằng này bằng 0. Đơn giản số 3 hai vé đây, quy đồng lên giải. T nó sẽ bằng căn của 2, 4 là bằng 2, 2 cộng 1 là 3. Có một nghiệm duy nhất thôi, T bằng 3. Có T bằng 3, người ta hỏi là M lớn giá trị nhỏ nhất, M nhỏ là M lớn là giá trị lớn nhất, còn M nhỏ là giá trị nhỏ nhất. Cái biểu thức của em nó có cái T nằm trong một cái đoạn, đoạn là hai cái đầu muốn nó xác định nha. Vậy thì mình sẽ đi tính ba cái giá trị ra. B tại 2 bằng bao nhiêu? B tại 32 bằng bao nhiêu? Và B tại 3 bằng bao nhiêu? Hay tính rõ ràng ra. Khi nào nó là nằm trong một khoảng thì mình mới không xác định. Rồi. B tại 2. Biểu thức B là x cộng 2 chia cho x trừ 1 cộng cho 3 phần 4 nhân x. Thay x bằng 2 vào thì mình sẽ ra được là 11 phần 2. Mươi thì là 778 phần 31. Số 6 thôi. 778 phần 31. Thấy bằng 3 thì ra được là bằng 19 phần 4. Người ta hỏi em là giá trị m lớn cộng m nhỏ. Để coi thử m lớn là thằng nào ha. 19 phần 4 là 4,75 nè. 32 thì xấp xỉ là 25,09 mấy thì nó là lớn nhất rồi. Thằng này là giá trị lớn nhất đây. Và m nhỏ là 19 phần 4. Vậy từ đây em suy ra được m lớn cộng m nhỏ bằng 778 phần 31 cộng cho 19 phần 4 là bằng 3701 phần 124. Rồi tiếp tục câu mấy câu sau này thì nó cũng tương tự hết rồi. Không có cái gì mới mẻ hết. Chắc là anh sẽ bỏ qua mấy cái câu sau này nha. Mình chuyển sang cái phần hình học. Hình học qua cái phần về nón trụ cầu. Khối nón ngoại tiếp. Đây. Dạng toán số 4, khối nón ngoại tiếp, nội tiếp khối trụ, khối cầu hoặc là khối đa diện. Rồi, dạng thứ nhất, tâm ô bán kính R của đường tròn ngoại tiếp đa diện thường đa giác thường gặp. Thì cái đa giác thường gặp á, ngoại tiếp của nó đó thì nó chỉ có một số hình thôi. Đầu tiên là hình vuông. Thứ hai là hình chữ nhật, thứ ba là tam giác đều. Thứ tư là tam giác vuông và thứ năm là tam giác thường. Đó. Mình chỉ xét ta ít khi gặp trường hợp tam giác thường lắm. Bốn trường hợp hay gặp nhất là vuông, hình chữ nhật, tam giác đều với lại là tam giác vuông. Hình vuông á, thì bán kính đường tròn ngoại tiếp của nó sẽ bằng là đường chéo chia hai. Tương tự hình chữ nhật nó cũng là đường chéo chia hai. Còn tam giác đều á, thì nó sẽ bằng là cạnh căn 3 chia 3. Tam giác đều thì R nó sẽ bằng là cạnh căn 3 chia 3 nhé. Và tam giác vuông ấy, thì nó sẽ bằng là cạnh huyền chia 2. Rồi, vậy thì đặt ra câu hỏi là trong cái bài toán lỡ như mà người ta không cho, mà người ta cho tam giác thường á, thì em cũng phải biết cái cách tính. Giả sử một cái tam giác ABC nó là một cái tam giác bình thường thôi.
tam giác ABC bình thường như vậy. Có ba cạnh AB, BC và AC. Mình biết được ba số đo của ba cạnh này rồi. Bây giờ em mới tính cái việc bán kính đường tròn ngoại tiếp của nó thì dựa vào công thức diện tích thôi. Mình có diện tích S nó sẽ bằng là theo hệ rộng nhá. Diện tích S nó sẽ bằng là B nhân cho B trừ AB nhân cho B trừ BC nhân cho nửa chu vi trừ AC. Rồi em khai căn lên. Thì cái chu vi để cái diện tích này nó sẽ bằng là cạnh AB nhân AC nhân cho BC chia cho 40 lần R. À, thì từ đây em suy ra được R. Trong đó nửa chu vi thì chắc chắn mình biết chứ nhờ. Nửa chu vi là bằng tổng ba cạnh chia 2. Đó. Rồi, đi tiếp. À, bây giờ mình chuyển qua cái dạng mà bán kính đường tròn nội tiếp. Nội tiếp á, thì nó chỉ xảy ra đối với tứ giác thì nó là hình vuông và hình thoi thôi nha. Chứ còn mà hình chữ nhật là không có nội tiếp. Hình vuông và hình thoi. Hình vuông á, thì nó sẽ bằng là cạnh chia 2. Bán kính đường tròn nội tiếp á, bằng cạnh chia 2. Còn hình thoi á, thì mình sẽ tính bắt buộc em phải đi vẽ hình ra. Hình thoi thì nó sẽ bằng là đoạn OH này. Cái đoạn OH này á, tính bằng cách là lấy xét tam giác đồng dạng mà xe được cái tỷ số. OH là bằng OA nhân OB chia cho AB. À. Đối với hình thoi thì mình không cần phải nhớ công thức nha. Vẽ hình ra và xét tam giác đồng dạng là xong. À, tam giác đều thì nó sẽ bằng là cạnh căn 3 chia 6. À, tam giác vuông thì nó sẽ bằng là hai cạnh góc vuông cộng lại trừ cho cạnh huyền chia cho 2. Còn mấy cái tam giác thường thì sử dụng dựa trên hệ rộng thôi em. Tam giác thường là sử dụng dựa trên hệ rộng là chủ yếu nha. Diện tích nó sẽ bằng là b nhân k rồi nhỏ, từ đó mình suy ra rồi nhỏ. Không cần phải nhớ cái công thức mà R đoạn B nhân B trừ cho cạnh huyền này nhân cho tan của A chia 2 đâu. Tại vì ở đâu biết được là người ta cho tính tan hay tính sin tính cos như thế nào đâu. Mình tính mấy cái hệ số lượng giác đó nó lâu mất thời gian. Rồi, qua cái bài mẫu số 13. Cho cái hình hộp chữ nhật ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có AB là bằng 6, AD bằng 8, tức là đáy nó sẽ là hình chữ nhật. Góc giữa A phẩy C rồi góc cho A phẩy C và ABCD. A phẩy C thì bây giờ nè nó có cái đáy rồi đúng không, một cái hình nón có đỉnh là tâm của hình chữ nhật, có đỉnh là tâm của hình chữ nhật nha. Thì bây giờ mình đi vẽ ra tâm của hình chữ nhật. Tâm của hình chữ nhật thì nó chính là thằng ô phẩy, từ thằng ô nào mà dựng thẳng đứng lên nè. Đó, nó ra được cái ô phẩy. Thì cái ô phải thì chính là chiều cao của cái hình chóp. Rồi. Đừng thẳng đứng lên em sẽ ra được cạnh A, cái thằng A phẩy này. Đây là cái thằng A phẩy ha. Góc giữa A phẩy C, mình đỡ đi vẽ cái hình cho nó rất rối thôi. Góc giữa A phẩy C và đáy là bằng góc A phẩy C A. Đấy, cái góc A phẩy CA này mình cho 45 vậy thì từ đó em tìm ra được A phẩy và OO phẩy. Từ đó mình suy ra được là OO phẩy bằng với lại là A phẩy bằng AC nhân cho tan 45. Bằng tan 45 lòng 1 rồi AC tức là đường chéo của hình chữ nhật là bằng căn của tổng hai cạnh góc vuông bình phương cộng lại bằng 10 ha. Rồi, xong. À, người ta yêu cầu em là tính thể nên tích của nón tương ứng. Vậy tôi đem suy ra. V nón là bằng 1 phần 2 BR bình. Một phần 3 BR bình nhân cho H. H em có rồi. Đây là cái thằng H nè. Còn tính thêm R nữa thôi.
R ngoại tiếp đáy thì nó sẽ bằng AC chia 2. Mà AC nãy mình mới tính bằng 10 chia 2 ra là 5. Suy ra được V của nó sẽ bằng là 1 phần 3. Bi R bình nhân H bằng 1 phần 3 nhân Bi này, nhân cho R bình là 25, nhân cho H là 10. 25 nhân 10 là 250 chia 3. 250 Bi chia 3. Mấy cái dạng về ngoại tiếp nội tiếp này nó không có khó nha, nó chỉ qua là mình phải nhớ được cái dạng, nó nhớ được cái hình dạng trên cái hình trong đầu của mình đó. Rồi mình làm nhiều nữa nó sẽ quen thôi, chứ còn mà em ít làm đó là em vô em vẽ cái hình là em không biết vẽ, coi như là không biết làm luôn rồi đó. Nó có hai cách, một là em học cách vẽ hình và em chịu khó tính trong thời gian làm bài trong đề thi đó, thì nó sẽ mất thời gian hơn so với cái đứa mà nó học thuộc có cái hình trong đầu, nó làm nhiều thì cái đó mình phải chấp nhận thôi. Nó có hai cái cách học như thế, mình nhớ không được nhiều thì mình phải học cái cách tư duy lên, học cách vẽ hình, học cái bản chất cốt lõi của nó đó. Còn mà bạn nào mà giỏi về ghi nhớ thì học chi tiết đỡ mất thời gian trong phòng thi. Rồi tiếp tục câu số 14, cho cái hình hộp, cũng là hình hộp trên thôi. Hai cạnh AB với lại AD có rồi, 1 với 2. Góc giữa A phẩy C và đáy, câu này y chang. Nhưng mà thay vì ngoại tiếp thì bây giờ người ta cho nó nội tiếp. Nội tiếp nó khác nhau cái R. Đáy là cái đường tròn nội tiếp ABCD. Nghe có vẻ hơi kỳ. ABCD nó là hình hình chữ nhật mà, thì làm sao mà có đường tròn nội tiếp được? Câu này bị lỗi rồi. Bỏ qua câu này nha. Nó sẽ là ngoại tiếp đó chứ không phải nội tiếp đâu. Vẽ cái hình sai nha. Sai đề rồi. Rồi tiếp câu số 15. Cho cái hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng 1. Góc tạo bởi giữa mặt bên và mặt đáy là bằng 60. Góc tạo bởi giữa mặt bên và mặt đáy. Hình chóp đều thì từ cái thằng trọng tâm của đáy em dựng thẳng đứng lên, em nối lại thì em sẽ ra được cái hình chóp tam giác đều. Góc giữa mặt bên và đáy là góc SMG. Đây, nó là góc này này. Người ta cho nó bằng 60 độ, vậy thì tam giác SMG mình sẽ tính ra được cái thằng SG. Em tính ra được SG là xong rồi. Rồi từ đây mình suy ra AM đi. Suy ra AG. AG là bằng AB căn 3 chia cho 3 bằng căn 3 phần 3. Cái thằng GM nó sẽ bằng 1 phần 2 lần của AG. Thì từ đây mình suy ra GM là bằng AG chia 2 bằng căn 3 chia 6. Đấy. Em có GM là bằng căn 3 chia 6 rồi, em áp dụng định lý hàm tan em tính ra được thằng SG. SG nó sẽ bằng là GM nhân cho tan 60 bằng căn 3 mà nhân cho căn 3 là chia cho 6 nữa thì ra được là 1 phần 2. SG là bằng 1 phần 2 nhé. Tức là mình đã có được chiều cao rồi. Chiều cao H rồi. À, tính thêm cái thằng bán kính đường tròn ngoại tiếp nữa. Thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tức là bằng thằng AG đây. R. Rồi từ đây em suy ra được V thôi. V nón là bằng 1 phần 3. B. R bình nhân cho H. Bằng 1 phần 3 nhân cho R bình là căn 3 chia 3 bình phương lên là bằng 1 phần 3 nhân cho H là 1 phần 2. Đáp án là bằng pi phần 18. Rồi, pi phần 18 ha.
Rồi tiếp theo câu số 16. Cho cái hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là bằng 1 và góc giữa cạnh bên và mặt đáy là bằng 30. Góc giữa cạnh bên mặt đáy. Thể tích của khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy nội tiếp ABC. Hình chóp đều thì mình lấy trọng tâm của đáy đó, dựng thẳng đứng lên là ra được chiều cao. Người ta cho góc giữa cạnh bên và mặt đáy chính là cái góc SA, đặc điểm này là điểm O ha. SAO. Góc này là bằng 30 độ. Rồi, từ đây em suy ra được SO. SO thì nó sẽ bằng là AO nhân cho tan 30. Bằng AO lại bằng cạnh AB căn 3 chia 3. Nhân cho tan 30 là bằng căn 3 chia 3 nữa. Thì bằng là AB chia 3 là bằng 1/3. Đấy, đây là SO tức là bằng H đấy. Và bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ nó sẽ bằng cạnh AB căn 3 chia 6, cái này nhớ công thức ha. Bằng căn 3 phần 6. Tụi đang xe được V thôi. V của khối nón nó sẽ bằng là 1 phần 3. Pi R nhỏ bình phương nhân cho H. 1 phần 3 nhân cho 3 phần 36 nhân cho 1 phần 3 nữa. Là bằng 1 phần 108 Pi. Một phần 108 pi. Rồi, tiếp tục. Câu số 17. À, cho hình chóp tứ giác đều. Hình chóp tứ giác đều từ đáy của mình nó sẽ là một cái hình vuông rồi. Có cạnh đáy là bằng 1. Mặt bên hợp với đáy một góc 60 độ. Rồi, chú ý góc giữa mặt bên và đáy chính là cái góc SMO nhé. Đây, đây là góc hợp giữa mặt bên và đáy là góc 60 độ. Rồi, từ đây em sẽ được SO nó sẽ bằng là OM nhân cho tan của 60. H là bằng SO bằng OM nhân cho tan 60. Mà OM là bằng AB chia 2. Nhân cho tan 60 là bằng căn 3. Rồi, thay số vào. AB là bằng 1, đáp án là bằng căn 3 chia 2. Đó, có cái H rồi, bây giờ mình đi tính cái R nội tiếp. Cái R nội tiếp nó sẽ bằng là cạnh AB chia cho 2. Đây là hình vuông nội tiếp nó sẽ bằng cạnh chia 2 nhé. Là bằng 1 phần 2. Từ đây em sẽ được V của... À, sẽ được chuyển xung quanh luôn. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là S và từ đó mình suy ra được L đi. L nó sẽ bằng là H bình cộng cho R bình. Khai căn lên. Bằng căn 3 chia 2 bình mà cộng cho 1 phần 2 bình là bằng 1. Rồi suy ra diện tích xung quanh nó sẽ bằng là Pi RL. Bằng 1 phần 2 Pi. Chú ý coi thử người ta hỏi cái gì nha. Bài này người ta hỏi là tính diện tích xung quanh của hình nón. Rồi tiếp theo. Bài số 18. Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy là bằng 1, cạnh bên hợp với đáy một góc 30 độ, tính thể tích khối nón. À, cái này bỏ qua rồi, dễ. Nó có cái hình sẵn, từ đây em dựng thẳng đứng lên, nối lại em đi biểu diễn góc là xong. Rồi câu tiếp theo 19. Cho cái hình hộp chữ nhật ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có AB là bằng 2, AD bằng 3. Góc giữa các mặt phẳng D phẩy BC. Góc giữa mặt phẳng D phẩy BC và đáy. D phẩy đúng không? Vậy thì mình dựng cái thằng D phẩy lên thôi. D phẩy đây. D phẩy BC nối lại
D phẩy BC và đáy. D phẩy BC thì nó giao với đáy là bằng cạnh BC. Thì trong đáy là em đã có được, trong đáy thì em đã có được thằng CD nó vuông góc rồi đúng không? Tương tự em cũng có được thằng D phẩy C nó cũng vuông góc luôn. Vậy từ đó em suy ra được góc nó chính là cái góc D phẩy CD. Đây này. Góc D phẩy CD. Đây là cái dạng mà góc giữa mặt bên và mặt đáy thôi. Tìm giao tuyến trong hai mặt lần lượt, tìm hai đường vuông góc với giao tuyến là xong. Mình có được CD vuông góc với giao tuyến BC, thằng D phẩy C nó cũng vuông góc với lại giao tuyến BC. Từ đây mình suy ra được góc giữa hai mặt chính là bằng góc giữa D phẩy C và CD là bằng góc D phẩy CD. Em có thằng CD rồi, CD thì nó sẽ bằng với lại AB là bằng 2. Mình có được cái góc 45 độ, từ đó mình suy ra được DD phẩy đúng không? Đó. Suy ra H là bằng DD phẩy bằng CD nhân cho tan của 45 bằng CD là bằng 2. Khối trụ này là khối trụ ngoại tiếp. Chú ý nó là khối trụ chứ không phải là khối nối nha. R nó sẽ bằng đường chéo AC chia 2 bằng AC thì bằng là căn của AB bình cộng cho AD bình. 4 mà cộng cho 9 là bằng căn 13 chia 2. Từ đó em sẽ được quy trụ bằng BR bình nhân H. Là thay số vào giùm anh. 13 pi chia 2. Rồi tiếp theo nha, câu số 20. Một cái hình lập phương nó có cạnh không? Nhưng mấy cái câu này nó khá là dễ, nó có cái dạng căn bản hết rồi nên là anh đi nhanh. Cho hình lập phương có cạnh làm bằng 40 cm, một cái hình trụ có hai đáy là hình tròn nội tiếp, nội tiếp của hai mặt đối diện của hình lập phương nha. Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Diện tích toàn phần của hình lập phương là 6 mặt. 6 mặt cộng lại mà một 6 mặt đều bằng nhau hết thì nó sẽ là diện tích của một mặt nhân 6. Rồi, cạnh của hình lập phương ở đây là bằng 40, thì từ đây em suy ra S1 nó sẽ bằng là 6 nhân cho 40 bình phương bằng 6 mà nhân cho 16. 96 tức là bằng 9.600 cm vuông. Còn S2 là diện tích xung quanh của cái hình trụ, mà diện tích xung quanh của hình trụ là bằng 2πr bình. Diện tích toàn phần. Diện tích S2 là diện tích toàn phần đúng không? Vậy thì nó sẽ là 2πr bình cộng cho 2πrh bằng cái R mà nội tiếp của hình vuông á, thì nó sẽ bằng là cạnh chia 2. Cạnh đây là 40. Vậy từ đây em suy ra được R nó sẽ bằng là cạnh AB chia cho 2 là bằng 20. Rồi thay vào 2B nhân cho 20 bình phương cộng cho 2B nhân cho 20 nhân cho H. Thì cái H này là bằng cạnh AA phẩy rồi, bằng 40. Nó sẽ bằng là 2 nhân cho 400 cộng cho 2 nhân 20 nhân 40 2400 pi. Từ đó em sẽ được là S1 cộng cho S2 nó sẽ bằng là 9600 cộng cho 2400 pi. Rồi, tiếp tục nha, câu số 21. Cho cái hình lăn trụ tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 1, góc giữa A phẩy BC. Góc giữa A phẩy BC thì dựng thẳng đứng lên. A đây là A phẩy nè. A phẩy BC. D nó chỉ đề cập tới cái đỉnh A phẩy nên là anh không có vẽ cả cái đỉnh B phẩy với C phẩy nè, nó rối cái hình.
Rồi, giao tuyến ở đây là cạnh BC, mình có được AM nó vuông góc với giao tuyến, đồng thời A phẩy M nó cũng vuông góc. Suy ra góc đó chính là cái thằng A phẩy MA. Góc này là bằng 30 độ. Rồi, tôi đang xe được A phẩy đúng không? Chúng ta yêu cầu nó là thể tích của khối trụ ngoại tiếp nha, khối trụ ngoại tiếp. Rồi đi tính cái thằng chiều cao A phẩy ra. H là bằng A phẩy bằng AM nhân cho tan 30 độ bằng AM là bằng cạnh AB căn 3 chia 2 nhân cho tan 30 là bằng căn 3 chia 3. Kết quả cuối cùng là bằng AB chia 2 là bằng 1 phần 2. Đó là cái H. Rồi bây giờ mình đi tính cái thằng R. R ngoại tiếp nó sẽ bằng là AG bằng cạnh AB căn 3 chia cho 3 bằng căn 3 phần 3. Rồi từ đây xe được V là bằng BR bình nhân H. 1 phần 3 nhân cho 1 phần 2 là bằng 1 phần 6 bi. Rồi tiếp theo ha. À, cho cái hình lăn trụ có cạnh đáy là bằng 2 căn 3. Lăn trụ đều nha. Khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng A phẩy BC. Khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng A phẩy BC. À, em có được AM nó vuông góc. À, sorry rồi. Cái này nó có phải là đều hay không? Từ từ chờ anh chút. Lăn trụ đều tức là đáy nó sẽ là tam giác đều rồi, M là trung điểm. Em có AM nó vuông góc. Thì từ từ đây em kẻ cái thằng A phẩy M đó, nó vuông vuông góc luôn. Thì khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng A phẩy BC nó chính là cái đoạn AH này. Đoạn AH này là bằng 3 căn 2 chia 2. AM em tính được thì còn lại cái khoảng A phẩy là em cần tìm. Vậy từ đây suy ra 1 phần AH bình phương bằng 1 phần AA phẩy bình phương cộng cho 1 phần AM bình. Rồi, thế số vô tìm thằng AA phẩy giùm anh. Trong đó AM là bằng cạnh căn 3 chia 2. Cạnh căn 3 chia 2 là bằng 3 bằng 3A. AM là bằng AB căn 3 chia 2 nha, bằng 2 căn 3 mà nhân cho căn 3 chia 2 nữa là bằng 3A. Ồ. Một phần chín suy ra a phẩy là bằng 3. Rồi em có a phẩy là bằng 3 rồi, mình đi tính thêm cái đường tròn nội tiếp nữa. Đấy là tam giác đều thì từ đó em suy ra được r nhỏ nó sẽ bằng cạnh AB căn 3 chia 6. À, thay số vào 2 căn 3 nhân cho căn 3 chia 6 là bằng 1. Từ đó em sẽ quy trụ thôi. BR bình nhân H. Ba nhân cho một là bằng 3 bi. Rồi tiếp tục câu số 23. Cho cái tứ diện đều ABCD có cạnh là bằng 4. Tính diện tích xung quanh của một cái hình trụ có một cái đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp BCD và chiều cao bằng chiều cao của khối tứ diện ABCD.
chiều cao cái này người ta cho tới dựng đều cạnh bằng 4 rồi. Cái việc mình tính là chiều cao với lại bán kính thì nó dễ. Rồi, tính chiều cao thôi. Tính bán kính trước nha. Bán kính ở đây tức là cái thằng HI. R nhỏ là bằng IH bằng cạnh BC căn 3 chia cho 6 bằng 2 căn 3 chia 3. Rồi. Em Pythagore em tính ra cái thằng AH đi. AH tức là bằng chiều cao H bằng căn của AB bình trừ cho IH bình. Bằng, bấm máy ra. Căn của 16 trừ cho 2 căn 3 chia 3 tất cả bình phương là bằng 2 căn 3 3 chia 3. À, tôi đang share được diện tích xung quanh đúng không? Share S xung quanh bằng 2 pi RH. À, thay số vào. 4 căn 3 chia 3 nhân cho 2 căn 3 3 phần 3 là bằng 8 căn 11 chia 3. Rồi, câu cuối cùng số 24. À, cho cái hình chóp tứ giác đều SABCD có tất cả các cạnh đều bằng 6. Tính diện tích xung quanh của cái hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp của ABCD và chiều cao là bằng chiều cao của hình chóp. Rồi. À, cái này dễ nha. R nhỏ. Nó tại vì nó nội tiếp mà R nhỏ nó sẽ bằng là cạnh AB chia 2 bằng 3. Chiều cao H thì Pythagore lên là bằng SA bình trừ cho AO bình bằng SA bình là 6 bình là 36. Cái này mình thay số vô thôi. Còn AO là bằng một nửa lần của AC. AC là bằng 6 căn 2, CAO nó sẽ bằng 3 căn 2. Rồi. À, 6 bình trừ cho 3 căn 2 tất cả bình là bằng 3 căn 2. Rồi. Người ta hỏi em tính diện tích xung quanh, từ đó chia ra S xung quanh bằng 2 pi RH bằng 6 6 nhân 3 18, 18 căn 2. Mấy cái bài tập thực hành này thì nó giống y chang ở trên nha. Cái này mấy đứa về tự làm. Câu nào nó cũng giống hết. Mình qua câu số 51 là một cái dạng về mặt cầu nội tiếp ngoại tiếp. Cho một cái hình trụ trục OO phẩy là bằng 2, chu vi đáy. Chu vi của đáy nha là bằng 2 pi r. Vậy tôi đem suy ra r của thằng đáy. R của thằng đáy tới cái đoạn này nè. Suy ra r nó sẽ bằng là 2. À, thể tích cầu đi qua hai đáy của hình trụ bằng thể tích cầu đi qua hai đáy của hình trụ. Em có được chiều cao của hình trụ là bằng o phải là bằng 2 rồi, tức là cái đoạn OI đây nè. Em đặt đây điểm A. OI nó sẽ bằng là 1. Làm sao để em tính ra được IA? Thì mình xét cái tam giác IA. O nó vuông ngay tại O. Pythagore ra. Rồi từ đây mình sẽ ra được R của khối cầu.
R mặt cầu S đó, sẽ bằng căn lên IA bằng căn của OI bình cộng cho OA bình. Rồi. 1 mà cộng cho 2 là bằng căn 5. À, vậy từ đây em chia được V chưa? 4 phần 3 pi R mũ 3. 4 phần 3 nhân cho 5 căn 5. Hai mươi căn năm chia ba. À, câu số 52 giống như câu 51 nha. Câu 53 cũng tương tự. À, 54 là một cái dạng về giao tuyến cắt mặt cầu. Một cái mặt phẳng mà nó cắt mặt cầu á, thì nó sẽ sinh ra được một cái giao tuyến. Giao tuyến này chính là đường tròn. Cái giao tuyến đường tròn đó mình sẽ có công thức diện tích của cái giao tuyến là bằng pi r bình. R đây r nhỏ nha. Chỉ tức là diện tích của đường tròn là pi r bình. Chu vi của nó là 2 pi r. Và một cái mối liên hệ theo công thức R nhỏ bình phương cộng cho H bình là bằng R lớn bình. Trong đó H á, là cái khoảng cách từ tâm cho đến cái mặt phẳng. R lớn là bán kính của mặt cầu. Rồi. Khoảng cách OH là em có rồi nè. Em đặt cái này điểm A đi. Thì suy ra bán kính cho R mặt cầu nó sẽ bằng là OA. Và HA chính là bán kính của đường tròn giao tuyến. À, cái này người ta gọi A rồi thì mình để là điểm B nha. Điểm B. Gọi ha, gọi A là giao điểm của cái tia HO. Tia HO thì nó phải đi theo chiều của thằng H nha, chứ không phải là tia OH. Tia HO. Đây là cái điểm A của em. Tránh trường hợp bản ngược lại dưới đây nó ra được đáp án khác đấy. Cẩn thận. Tia HA thì nó phải đi chiều từ H cho đến A. Đỉnh là A và đáy là đường tròn C. Đỉnh là A thì bây giờ mình tính tính cái thằng AH thôi. AH thì nó sẽ bằng là bán kính là R. R lớn của mặt cầu em cộng cho cái đoạn OH. Rồi. À, mà sát thằng nón này. Rồi, có R của nó. R của nón nó sẽ bằng là OA cộng cho OH bằng OA là bằng 3 OH. OH này thì bằng 1. Ra được R lớn là bằng 4. Tính cái thằng HB ra. Thằng HB. Ồ cái này là H chứ nhầm nha. H của khối nón. Và HB tức là bằng R của khối nón. R của khối nón này mình tính theo Pythagore thôi. OB bình trừ cho OH bình. Vâng. 3 bình mà trừ cho 1 bình, 2 căn 2. Rồi từ đây em suy ra được V nó. 1 phần 3 pi nhân cho R nón bình phương nhân cho H của thằng nón. Bằng 1 phần 3 nhân cho 8 nhân cho R bình là 8 rồi, nhân cho H là 4. Bằng 32 phần 3. Hãy
Rồi tiếp theo. Câu 55 này giống rồi. Tiếp tục dạng toán số 5 nha, khối cầu ngoại tiếp đa diện. Nhóm số 1 là hình chóp có cạnh bên như góc với đáy. Anh cho ghi cái công thức, nhắc lại công thức một tí. Hình chóp có cạnh bên như góc với đáy thì suy ra R nó sẽ bằng căn của R đáy bình phương cộng cho cạnh bên là SA bình. Anh ghi chữ cạnh bên tất cả bình phương chia 4 nha. Tùy vào cạnh bên chứ ghi thằng SA không thì không biết được. Rồi áp dụng vào nè. Đường thẳng SC nó tạo với đáy một góc là 60 độ. Thằng này là 60 nè. Từ đây mình suy ra được thằng AB thôi. À, suy ra được SA. Tam giác ABC tam giác vuông cân ngay tại B. Có cạnh AB là bằng 1 thì suy ra được AC là bằng căn 2. Dựa vào góc 60 độ thì mình suy ra được SA nó sẽ bằng là căn 6. Có SA bằng căn 6 thế vào trong thức tính R. SA là bằng AC nhân cho tan 60 là bằng căn 6 nha. Rồi từ đó mình suy ra được R. Này là cái công thức ghi chú lại giùm mình. R nó sẽ bằng là R đáy. Chú ý nha, tam giác là tam giác vuông thì suy ra nãy nói rồi. R ngoại tiếp của đáy chính là bằng cạnh huyền chia 2. Cạnh huyền là AC. R đáy là bằng AC chia 2. Tất cả bình phương. Cộng cho cạnh bên, đây là cạnh góc vuông SA bình. Chia 4. Căng lên. AC là bằng căn 2 chia 2 thì còn là bằng căn 2 chia 2 bình phương là 1 phần 2. 1 phần 2 mà cộng cho 6 phần 16 à. Căn của 1 phần 2. Cộng cho 6 phần 4 là bằng căn 2. Rồi suy ra V thôi. V của mặt cầu S nó sẽ bằng là 4 pi. 4 phần 3 pi nhân cho R mũ 3 bằng 4 phần 3 mà nhân cho 2 căn 2 thì ra được là 8 căn 2 chia 3. Ủa? À, người ta bảo là tính diện tích hả? Diện tích của mặt cầu. Diện tích của mặt cầu S nó sẽ bằng là 4 pi R bình. 4 x 2 là 8. 8 pi. Rồi, tiếp theo câu số 57. Cho một hình chóp SABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy ABC là tam giác cân ngay tại A. AB là bằng 1. Cái góc BAC là 120 độ. SA là bằng 2. Rồi có hết rồi, mình chỉ cần đi tính R đáy thôi. R đáy thì em áp dụng theo một cái công thức đặc biệt, đó là dựa vào định lý hàm sin. R lớn của đáy nó sẽ bằng là cạnh BC chia cho 2 lần sin của góc A. Bán kính đường tròn ngoại tiếp nó sẽ bằng là cạnh đối diện chia cho 2 lần sin nha. Hoặc là cạnh chia cho 2 lần sin góc đối diện, muốn phát biểu sao cũng được. BC. Rồi, làm sao để tính được BC? Tam giác này là tam giác cân. Muốn tính BC, muốn tính bằng BC á thì mình sẽ sử dụng định lý hàm cos. BC nó sẽ bằng là AB bình cộng cho AC bình trừ cho 2 lần AB nhân AC nhân cho cos của góc A chia cho 2 lần sin của góc A. Rồi em thay số vào. Căn 3 mà chia cho căn 3 ra được 1. R lớn là bằng 1 đấy. Từ đó mình suy ra. Sorry, cái này là R nha. R của đáy.
Từ đó mình suy ra được R lớn nó sẽ bằng là R đáy bình phương cộng cho SA bình chia 4. Rồi khai căn lên. 1 bình là bằng 1 cộng cho 4 là 1 bằng căn 2. Rồi, người ta hỏi là bán kính đúng không? Chị trả lời là căn 2. Câu 58 tương tự rồi. Câu 59 cũng thế. Rồi, mình qua cái nhóm số 2, hình chấp đều. Hình chấp đều, lấy tâm của đáy dựng thẳng đứng lên. SABC, M. Đặt cái này mô đi. Rồi thì công thức trong trường hợp này R nó sẽ bằng là cạnh SA bình chia cho 2 lần SO. Tức là cạnh bên bình phương chia cho 2 lần đường cao đấy. Cạnh bên bình phương chia cho 2 lần đường cao nha. Rồi thì tính thằng SO ra giùm anh. Tính SO thì mình dựa vào Pythagore. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là góc 45 độ, suy ra thằng này là 45 nè. Rồi từ đây mình suy ra SO. Nó sẽ bằng là AO nhân cho tan 45. Bằng AO là bằng cạnh AB chia cho căn 3. Tức là bằng căn 3 chia 3 đấy. Rồi, có SO rồi. Có cạnh SA luôn rồi. SA là tất cả các cạnh cái này mình phải tính thành SA nữa chứ. Tam giác SAO thì mình nhìn thấy được là tam giác vuông cân. Vậy từ đây mình suy ra được SA. Nó sẽ bằng là SO nhân cho căn 2. Tức là bằng căn 6 phần phần 3. À, suy ra được R lớn nó sẽ bằng là SA bình chia cho 2 lần SO. Bằng SA bình là bằng căn 6 chia 3, tất cả bình chia cho 2 nhân cho căn 3 chia 3. Này bấm máy thôi. 6 phần 9 trên cho 2 nhân cho căn 3 chia 3 là bằng căn 3 chia 3. Hình chóp tam giác đều hay là hình chóp tứ giác đều thì tính công thức vẫn là y chang nhau nha. Cạnh bên bình phương chia cho 2 lần đường cao. Rồi câu 61 là một câu về tương tự chứ đi biểu diễn khác nhau thôi. Câu 62. Cho một cái hình nón N có đỉnh là S, bán kính là bằng 2, bán kính là bằng căn 2 và độ dài đường sinh là bằng 4. Thằng này là 2 này. 4. Gọi gọi thằng này là cái chữ gì đó trời. Gọi T là mặt cầu đi qua điểm S và đường tròn đáy của hình nón. Bán kính của cái mặt cầu T là bằng cái gì? Thì bán kính của mặt cầu T này á thì nó chính là bằng cái đoạn đây nè. Đặt đỉnh đi em, A B này, C này, đây là Y. Em muốn tính được thằng IC thì mình thấy là cái tam giác ABC nó là một cái tam giác cân thôi. Muốn tính được đường tròn bán kính đường tròn ngoại tiếp thằng IC á, thì mình để ý BC người ta đã cho nó là hai căn hai rồi thì mình sử dụng công thức Hê-rông là tính ra được rồi. Từ đó mình suy ra được là bán kính của đường tròn T, bán kính của mặt cầu T đó, nó chính là bằng R ngoại tiếp của cái tam giác ABC. Mà R ngoại tiếp của tam giác ABC mình sẽ tính dựa trên công thức diện tích nhé. Công thức diện tích. Thì tam giác cân này là em có thể bấm Hê-rông ra nhanh cũng được. Nó sẽ bằng là cạnh AB nhân AC nhân cho BC chia cho 4S. Đấy, chia cho 4 lần diện tích. Rồi. Đấy, 4 lần diện tích. Rồi bây giờ mình đi tính diện tích của thằng này ra thôi. Diện tích là bằng nửa chu vi. B nhân cho B trừ AB. B trừ AC.
Rồi, B trừ BC. Khai căn lên. Nửa chu vi là bằng ba cạnh cộng lại chia 2. Ba cạnh cộng, đúng rồi, ba cạnh cộng lại chia 2 là bằng 8 cộng cho 2 căn 2 chia 2 là còn lại là 4 cộng căn 2. Rồi thế vào tính thằng S ra. Rồi, diện tích là bằng 2 căn 7. Diện tích là bằng 2 căn 7. Rồi thế vào đây giùm anh. 4 x 4 nhân cho 2 căn 2. 4 x 4 nhân 2 căn 2 chia cho 4 nhân cho 2 căn 7 là bằng 4 căn 14 chia 7. 4 căn 14 chia 7. Rồi tiếp tục. Câu 63 nó tương tự rồi nha. Câu 64 cho một cái hình nón có góc ở đỉnh là bằng 120 độ và chiều cao là bằng 4. Gọi S là mặt cầu đi qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích đỉnh là đỉnh này này. Bằng 4 đúng không? Góc ở đỉnh là 120 độ, do nó là góc 120 độ nên là cái nửa đường tròn ấy, cái nửa đường tròn đáy của hình nón ấy, nó phải nằm phía trên của cái tâm. Còn nếu như mà người ta cho cái góc ở đỉnh ấy, mà nó nhỏ hơn 90 độ thì cái đường tròn đáy nó phải nằm ở dưới. Cái này là cái nhận xét để mình vẽ hình cho nó đúng. Thì lúc này bán kính nó sẽ là cái đoạn đặt điểm này điểm O đi. Điểm S này, A này, B này. Đây là Y đi. Bán kính nó chính là cái đoạn S, SO. Rồi. Tức là bán kính ngoại tiếp của cái tam giác SAB. Đúng không? Bán kính ngoại tiếp của tam giác SAB là đoạn SO. Chiều cao đoạn này là bằng 4 này. Góc là 120 độ. Chiều cao là bằng 4, góc 120 độ. Rồi. Chỉnh suy ra được cái góc nhỏ này sẽ bằng 60. Rồi. Pythagore hoặc là mình sử dụng định lý hàm sin cosine gì đó để em tìm được SA. SA thì nó sẽ bằng là SI chia cho cos 60 là bằng 8. Em có SA là bằng 8 rồi. Vậy từ đây em chia được R không? Em chia ra cái đoạn SO đấy. Mình đi tính như vậy thì tại vì mục đích cuối cùng là phải đi dùng phải đi kính cạnh AB chứ. Trời ơi. Cái này đi tính AB nha. AB thì nó sẽ bằng là hai lần của SI chia cho sin của 60 độ. Tại vì AB nó sẽ bằng hai lần AI. Này để anh ghi rõ rõ ràng xíu. AB là bằng hai lần AI bằng 2 nhân cho SI chia cho sin 60 độ bằng sin 60 là bằng căn 3 chia cho 2, 2 nhân 4 trên cho căn 3 phần 2 là bằng 16 căn 3 chia 3. Rồi từ đây em chia được R của mặt cầu S nó sẽ bằng là cạnh AB chia cho 2 lần sin của 120 độ. AB là 16 trên căn 3 nè. Chia cho 2 nhân cho căn 3 chia 2. Là bằng 16 phần 3.
Người ta hỏi em là diện tích của mặt cầu S thì suy ra diện tích của mặt cầu S nó sẽ bằng là 4B R bình. Bằng. Và... 4 nhân cho 16 bình phương chia 9. Ồ. Chết rồi, anh tính bị sai cái chỗ nào rồi. À, trời ơi. Cái này chia cho tan mới đúng chứ. AI thì nó sẽ bằng là SI nhân cho tan. Trời, anh tính sai. Sorry. Cái AI nó sẽ bằng là SI nhân cho tan của 60. SI lần 4, tan 60 lần căn 3 thì nó sẽ là 8 căn 3. Rồi thế lại, thế tính lại cái thằng R thôi. 8 căn 3 trên cho 2 nhân cho căn 3 chia 2 bằng 8. 8 bình nhân 4 là bằng 256 bi. Rồi, ra được 256 bi ha. Nãy tính nhầm. Rồi câu 65 tương tự. Câu 66 đọc cái đề thử coi. Cho cái hình chắp đều có cạnh đáy là bằng căn 2 góc giữa cạnh bên và mặt đáy diện tích mặt cầu. Câu này hồi nãy mình đã làm rồi, nó có cái dạng giống ở trên. Câu dưới cũng thế. Rồi. Hôm nay là học cũng được khá nhiều rồi đó. Còn cái nhóm số 3 là hình chóp có mặt bên góc với đáy, rồi để hôm sau mình học đi. Mấy đứa có hỏi cái gì không trong cái bài học hôm nay? Cái phần đại số thì nó cái mắc mắc min của cái logar đó nó sẽ nằm trong cái mức độ trên 8 điểm mà. Còn cái ngoại tiếp, nội tiếp rồi mấy cái bán kính đường tròn là ngoại nội tiếp của hình chóp, hình của hình nón, mặt cầu, hình trụ nè. Cái phần này nó không có khó đâu nha, nó chỉ có nằm ở dưới 8 điểm thôi. Không lên được đâu. Bắt buộc là mình phải biết làm đấy. Đề năm nào cũng có một câu. Chưa biết được dạng nào.